Paradise Riverside, thiên đường bên sông. Khu đô thị thương mại sinh thái Paradise Riverside nằm trải dài trên tuyến đường Phước Tân - Long Hưng, rộng 60m của thành phố Biên Hòa. Ba mặt còn lại được bao quanh bởi sông Buông. Nhìn trên bản đồ, Paradise Riverside giống như điểm gạch nối giữa thành phố Biên Hòa và quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Paradise Riverside sở hữu hệ thống giao thông kết nối thông suốt với các khu vực trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, nối bật là quốc lộ 51, xa lộ Hà Nội, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, đường vành đai 3, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Sắp tới, khu vực dự án tọa lạc còn được bổ sung thêm sân bay quốc tế Long Thành, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. Các công trình này kết hợp với hệ thống cảng biển nằm dọc theo sông Đồng Nai, tạo thành một hệ thống giao thông hoàn chỉnh, giúp gia tăng kết nối giữa Paradise Riverside với các khu vực lân cận, biến nơi đây trở thành trung tâm phát triển bậc nhất. Từ đây, di chuyển đến trung tâm thành phố Biên Hòa chỉ mất hơn 10 phút, đến sân bay quốc tế Long Thành trong 5 phút và về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ mất khoảng 25 đến 30 phút. Đặc biệt, theo quy hoạch của thành phố Biên Hòa, những khu vực ven sông Đồng Nai sẽ được phát triển không gian đô thị sinh thái quy mô lớn, đầy đủ tiện ích, thỏa mãn mọi nhu cầu từ thương mại, vui chơi, giải trí, y tế, giáo dục cho đến việc làm, nhằm phục vụ chiến lược giãn dân cho thành phố Hồ Chí Minh dựa trên đề án quy hoạch vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Điểm độc đáo của Paradise Riverside là cả ba mặt của dự án được ôm trọn bởi dòng sông Buông. Tận dụng lợi thế này, Paradise Riverside được phát triển với đầy đủ tiện ích nhưng gần gũi với thiên nhiên sông nước. Theo đó, phần lớn diện tích của dự án chủ yếu dành cho các công trình tiện ích, cây xanh, mặt nước theo đúng chuẩn của một đô thị sinh thái, gồm 32,6 hectare cây xanh mặt nước, 5,06 hectare đất thương mại dịch vụ, 5,77 hectare đất giáo dục, bến du thuyền, khu chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi giải trí. Đặc biệt, Paradise Riverside có đến 17 công viên tiểu khu được bố trí đan xen với các dãy nhà ở, cùng với hệ thống công viên ven sông hơn 15 hectare, tạo nên một không gian sống vô cùng thoáng mát. Một điểm cộng thêm cho Paradise Riverside đã được thụ hưởng trọn vẹn các tiện ích của thành phố Biên Hòa, từ văn hóa, giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ cho đến vui chơi giải trí. Có thể kể đến như sân golf Long Thành, chợ Tân Mai 2, trường học, khu du lịch Sơn Tiên, bệnh viện quốc tế St. Mark, sân bay quốc tế Long Thành, khu đô thị dịch vụ ven sông và công nghệ cao Amata. Trong vòng 15 phút, từ Paradise Riverside có thể tiếp cận hệ thống tiện ích hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh như làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao quận 9, khu du lịch Suối Tiên, khu du lịch Đền Hùng, Depot Metro quận 9, bến xe miền Đông mới, bệnh viện Ung Bướu 2 hay hệ thống tiện ích đẳng cấp của khu đô thị Vin City.